mọi người nhìn này thấy chưa đó cái quang quay vào đây cho mọi người thấy này quang quay này thấy chưa đó. chất lượng hình ảnh của nó đấy thấy chưa cực nét luôn cực là nét luôn thấy chưa hello mến chào quý anh em cảm ơn quý anh em đã trở lại kênh youtube của quang review thì hôm nay quang sẽ review cho quý anh em đây là một con camera Ngụy trang siêu nhỏ đó là con camera HQV99 có hồng ngoại quay đêm nha mọi người. Lưu ý với anh em, đây là một con camera HQV99 nó có hồng ngoại quay đêm nha mọi người. Thì hôm nay Quang sẽ mở hộp và review cho anh em biết chất lượng sản phẩm của con camera HQ mà đang làm đình làm đám ở trên thị trường hiện nay như thế nào nhá. Đây là một dòng camera nhỏ nhất dễ dàng ngụy trang, theo dõi giám sát từ xa và nó có thể theo dõi từ xa qua điện thoại được nha mọi người. Đó. Đây là HD camera này, đó. Đây là cái vỏ hộp cho mọi người Đó Bây giờ thì Quang sẽ mở hộp cho mọi người biết chất lượng như thế nào nhá Đây Mở hộp cho mọi người biết đây Wow Bên trong thấy cho mọi người thấy chưa Đó bên trong Nói chung là nó sẽ cấu tạo rất vô cùng đơn giản Để cho anh em dễ dàng à, ngụy trang theo dõi để tìm ra sự thật cho mọi người Đây là nhân vật chính cho mọi người Nhân vật chính đây đó, nhân vật chính này, nó có mắt thùng ngoại quay đêm quang để qua một bên nha mọi người. Đó, con sẽ lấy. Ở đây nó sẽ kèm cho anh em một cái cáp sạc tai si nha mọi người. Đó, Tiếp theo đó là đây là một cái cục pin nha mọi người. Đây cục pin này, đó. Pin này này. Pin này mọi người có thể dùng được 56 tiếng nha mọi người. Liên tục luôn đấy, 56 tiếng đấy. Cái thứ hai đây là một tờ giấy hướng dẫn nha mọi người. Đây là tờ giấy hướng dẫn, đó. Hết nha mọi người. Thì bây giờ Quang sẽ để ra Quang sẽ review cho mọi người. Đây. Đây là nhân vật chính nha mọi người. Đây là con camera HQV99 này, có hồng ngoại quay đêm luôn này. Quang tháo tem cho mọi người, đó. thấy chưa? Mọi người nhìn thấy chưa? Đấy. Nó cực kỳ là siêu nhỏ luôn, nó có hồng ngoại quay đêm. Đấy. Cái này là cái sáu mắt thùng ngoại quay đêm nha mọi người. Còn đây là cái mắt camera này, cái mắt camera này. còn đây là những cái sáu cái mắt này này là để giúp anh em có thể quay ban đêm được nhá. Với một số nhà báo tác nghiệp và nhân viên điều tra đấy cần quay những cái ban đêm ấy, thì cần cái này thì hay ho nha mọi người. Thì nó có hai loại, một loại là không quay được ban đêm. Mọi người nào có loại này thì có thể quay cả ngày cả đêm luôn nha mọi người. Đấy. Còn dây của nó là dây dù nha mọi người này, dây này dây vãi dù dây này nó bọc được cái vãi dù đấy mọi người vải dù làm dây như thế nào là mọi người có thể cún như thế này vào nhá mọi người có thể cún dễ dàng như thế này vào cún như thế này luôn đấy đúng không đấy để các bọn dễ dàng ngụy trang theo dõi giám sát từ xa được đấy còn cái này này cái này là nó, nó được bọc bao bọc một nhựa nha mọi người nhựa thì bọn mọi người có thể dễ dàng đeo vào người đấy cái một số cái dòng cũ thì nó sẽ được bao bao bọc một cái từ cao su này rất là nóng cao su là giống như cái cái pin này rất là nóng nha mọi người thì cái này nó tránh nó tối ưu được những cái dòng cũ thì cái này thì nó lại được bọc vào miếng nhựa bọc cái nhựa tổng hợp APS đấy nó giúp mọi người có thể là là tránh nóng được nhá ở đây là những thông số cho mọi người chất lượng của hình ảnh của nó là 4K 2K 1080 B720 này đó còn pin của nó là 3 350 mAh trên 5V này À, thẻ nhớ của nó lên tới 128 ghi nha mọi người đấy như đây là những thông số cho mọi người đó quang review chi tiết cho mọi người sau đó con sẽ test hàng cho mọi người coi còn đây là những cái nút cái này bật nút tôi hay nó gọi là công tắc đấy mọi người cái này là cái nút gì xét này cái nút này là cái nút off on là để bật tắt này còn cái này là usb để mọi người có thể cắm sạc này còn cái này là có thể nhớ này đó cái cái này nó có thể xem từ xa qua điện thoại được nhưng mà nó vẫn hỗ trợ thẻ nhớ. Hỗ trợ thẻ nhớ để làm gì? Để anh em có thể ghi lại bằng chứng, ví dụ như là anh em có thể xem từ xa qua điện thoại à, thông thường là như thế này được đúng không? Nhưng mà một số lúc mà anh em không thể coi được thì nó thẻ nhớ nó sẽ là à, ghi lại cho anh em liên tục luôn nhá. Với cái này nó hỗ trợ cho anh em nên thẻ nhớ là 128 GB nhá. 28 ghi thì đâu đó phải càng chục ngày anh em ạ nhá. À, Quang dùng 32 ghi này, 32 ghi này. Thì Quang đã dùng được 4 đến 5 ngày rồi đấy. Thì bây giờ thì Quang sẽ uh, review sang cho cái thẻ nhớ, cái um, sách hướng dẫn cho mọi người coi nhá. Đây tờ giấy hướng dẫn cho mọi người này. Đấy, tờ giấy hướng dẫn. Tờ giấy hướng dẫn của nó thì gồm có hai cái nha mọi người, một cái là tiếng Anh, tiếng Anh nha mọi người. Đấy, đây là những cái thông số. Đây những tiếng Anh nha mọi người. Đó, nó quản lý con cái, quản lý nhà cửa, tìm ra sự thật vô cùng tế nhị với một số bạn mà cần theo dõi giám sát ấy mà ngại trong công việc cặp đặt camera thì đây là một cái thiết bị vô cùng hay ho cho anh em nhá. Đấy. Đây là chữ tiếng Trung Quốc cho mọi người Đấy Thì cái vậy thì cái này nó dùng một cái app App của nó là app Lookcam, Cam Phần mềm lúc Cam này mọi người Cái phần mềm lúc Cam này Đó Tên tức là tên Android hoặc là trên uh, uh, iPhone, Idol Anh em đều dùng một cái này cả lúc Cam này cả mọi người Đấy lúc Cam anh em cứ lên CH Play hoặc là App Store tải cái phần mềm tên là lúc Cam về là anh em để dễ dàng xem từ xa. Và cái này hay là, là anh em cứ tải về là anh em tự động nó kết nối với lại điện thoại thôi không cần phải làm nhiều thao tác cả bởi vì ngày xưa có một số phần mềm đấy anh em dùng nhiều thao tác có anh em dối cái này tự động nó kết nối luôn nhá bởi vì nó có một cái mã mã rồi nó hay rồi đó cái này pin này pin này anh em có thể dùng 56 tiếng nha mọi người rất là quay liên tục 56 tiếng luôn đấy nhá đấy pin còn anh em muốn quay nhiều hơn nữa thì anh em có thể kết nối tức là vừa quay vừa sạc luôn tùy anh em họ anh em có thể dùng cái cục sạc dự phòng để anh em vừa quay vừa kết nối luôn nhá còn đây là cáp sạc tai si cáp sạc tai si này đó Cáp sạc này giống như cái sạc Samsung anh bột số xe cạc cũ đấy. Anh em có dễ dàng có thể hư thì anh em có thể dễ dàng thay thế đây, Quang cắm vào cho mọi người xem đây. Đấy, thấy chưa? Cáp sạc tai này, cắm này như thế này luôn. Đấy. Cái này thì quá đơn giản mọi người nhìn phát biết luôn rồi đấy, đúng không? Đấy. Thì không nói nhiều nữa thì bây giờ thì quang sẽ kết nối vào cho mọi người coi nhá. Đấy, kết nối, kết nối cho anh em này. Cái này nó rời ra như thế này để anh em tạo ra anh em có thể hư hỏng này anh em có thể thay thế này. Thứ hai là anh em có thể dễ dàng ngụy trang và kết nối này. Kết nối thì đây là hai cái đỏ này anh em mọi người này, đó kết nối cắm vào vào là nó kết nối cho mọi người đây ngược rồi đấy kết nối thế này này đấy. cắm bằng cái tạch một cái là ok cho mọi người đó ok rồi đó khi anh em cắm vào à từ anh em cắm vào nhá nhưng mà anh em nên lưu ý là anh em lắp thẻ nhớ vào để quang lắp một cái thẻ nhớ vào đây đấy, lắp thẻ nhớ vào để nó ghi ở trên cái thẻ nhớ nha mọi người đó Mày nhớ 32 mươi hai ghi anh em có thể nó dùng với dung lượng 128 g nhưng mà 128 g anh em không dùng hết đâu. Với một số anh em cần theo dõi dài ngày ví dụ như là ấy cả 10 ngày thì lên 128 g quang thì đơn giản sử dụng mấy ngày thôi là ok rồi. Đây, anh em lắp vào. Đó, lắp vào như thế này nha mọi người, cắm vào. À, mọi người nhí nó vào thế này thôi. Đấy, nghe tạch một cái là ok nha mọi người. Đó, rõ ràng chưa? Ok chưa? Đó. Bây giờ mọi người cắm vào rồi đúng không? Mọi người cắm vào giờ mọi người bật công tắc lên bật cái công tắc nó lên nha cái này mọi người mọi người này nó có một cái lỗ thông khí nha vì quay quá lâu thì nó sẽ nóng những cái này nó là tạo ra bởi vì cái dòng trước ngày xưa đấy thì nó quay nó khá là nóng nên là mọi người đây cái dòng này nó sẽ tạo những cái thoáng khí như này giúp nó 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 thoáng khí nó, nó quay được lâu thời gian mà nó bền hơn nha mọi người đây thì mọi người nhìn đây là nó có nút on off đây này. đấy cho on off đấy mọi người muốn nó khởi động lên thì bấm trong off on đó ok chưa khi mọi người bấm xong on rồi thì nhìn nó bên đây thì nó sẽ báo một cái đèn sáng nha mọi người đấy cái đèn đỏ sáng nhưng mà chưa mới đèn đỏ sáng tức là bắt đầu khởi động thôi để bao giờ chờ cái đèn kế bên này, này là đèn xanh thì lúc đó nó là khởi động rồi nha mọi người đó thì trong cái thời gian chờ đó nó là lên khởi động là nó nhấp nháy nó khởi động nha mọi người đấy nó khởi động ra cái đèn sáng rồi này đèn xanh sáng rồi thấy chưa đấy quá lạ còn cái này là cái ăn cái cần anten nha mọi người cái anten cái anten nha mọi người đó bài nó béo sáng rồi Sáng rồi lấy nét lại cho nó sáng cho nó rõ ràng thấy chưa đó ok chưa đó như thế là thiết bị đã hoạt động nha mọi người hiện tại con đang ở ngoài trời con muốn quay ngoài trời để cho nhằm mục đích cho anh em để anh em có thể là là biết được thì ngoài trời là đang ở trên cái cây nha mọi người thì bây giờ thì quang sẽ lấy một chiếc điện thoại này điện thoại này đây con sẽ lấy một chiếc điện thoại cho mọi người chiếc điện thoại uh, iphone nha mọi người đây báo vào, vào iphone nha mọi người đấy thì để con mở cái mở lên iphone đây thì anh em lên iPhone thì anh em vào App Store nha mọi người vào App Store này đó à, App Store đấy thì mọi người tải một cái phần mềm lúc cam về bấm về cái phần mềm này App Store này đó thì các bạn gõ vào cái ô tìm kiếm này các bạn từ vào cái tổ tìm kiếm này nhá đó các bạn gõ từ từ là lúc cam lúc cam đó thấy không có lúc cam các bạn tải về đó khi con tải rồi nhá con làm nhanh cái này đơn giản lắm chỉ cần lên uh, App Store đây con về lại App Store này bấm vào App Store đúng không và cái ô tìm kiếm này gõ từ lúc cam và bấm từ tìm kiếm là nó ra, nó tìm thôi Đấy. Thì nó ra cái phần mềm lúc cam. Thì quang là tải nó về rồi, bây giờ quang chỉ mở nó lên thôi các bạn nhé Các bạn mở ra đây, phần mềm lúc cam mở lên đó. Thì đó, đây. Bây giờ nó đã hoạt động luôn, nó tự động nó kết nối luôn rồi. Đây anh em bấm vào đây này. này, bấm vào đây một phát luôn này, đó. Thì nó hỏi anh em là anh em có đặt mật khẩu hay không hay là đặt không đặt. Đây anh em nó này modify là tất đặt mật khẩu và không muốn đặt thì đừng bấm ok. Đây. Đấy, thì quang muốn làm nhanh, quang muốn đặt thì bấm ok nha mọi người. Đó. Bấm ok thì tự động anh em chờ tí đây đấy thấy không hoa lan hoa huệ hoa hồng tức là đang ở trên trời đấy mọi người đấy đang quay ngược ở trên trời nha mọi người thì bây giờ quang phải cầm này quang nhìn nhìn cái bàn tay của quang này đấy, dơ lên cho mọi người thấy này thấy chưa trên cái mắt camera mọi người nhìn biết rồi thấy chưa đó nó cực kỳ là nét với chất lượng của nó 4k nha mọi người gấp 4k cái ngoài trời nó là chẳng không phân biệt được nếu mọi người muốn tìm hiểu liệu rằng nó quay đêm hay không ấy Thì mọi người có thể xem lên góc màn hình như này Nó có một cái video mà Quang để đó để anh em quay đêm Hoặc anh em có thể xem dưới phần mô tả nhá Đây, mọi người nhìn này, thấy chưa Đó, cái Quang quay vào đây cho mọi người thấy này Quang quay này, thấy chưa đó. Chất lượng hình ảnh của nó, đấy, thấy chưa Cực nét luôn, cực là nét luôn, thấy chưa Đó, đây Quang quay lại gần cho mọi người Mọi người có thể đọc chữ luôn này, thấy chưa đó thì cái này ngoài trời nó ánh sáng nó khá là lóa nha mọi người đấy con quay cho mọi người thấy nhá đó dân chơi nhìn phút nhìn thế này là anh em biết luôn luôn này đó nhìn quay trước bằng cái màn hình này luôn là là anh em có thể không 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 luôn thấy chưa đó quay hẳn vào màn hình luôn quay vào các bàn tay của mình luôn là như thế anh em dân chơi nhìn phát là biết luôn rồi đúng không đấy như thế là ok chưa đấy đó đấy là những cái gì mà hay ho tinh túy nhá bây giờ con sẽ tắt đi cho, cho mọi người à, con để xuống con để xuống cái ra này ngóc lên trời và con sẽ hướng dẫn ở trên đây cho mọi người coi nhá thì trên đây này mọi người có thể là là là, là, là ghi, lại, uh, ghi lại ghi lại ghi lại trên điện thoại ví dụ như anh em tôi phát hiện ra những cái bằng chứng thì anh em có thể bấm vào đây anh em ghi bấm vào cái từ ở đây anh em ghi lại thấy chưa, đấy nó ghi lại cho anh em và nó lưu ở trong cái máy điện thoại nhưng mà trên kia nó vẫn ghi thẻ nhớ luôn nha mọi người đấy nó hai trường hợp anh em tắt đi đó anh em muốn chụp ảnh thì anh em bấm vào cái máy ảnh anh em chụp đây đây cái máy ảnh này anh em chụp này bấm này đó là nó, nó chụp ảnh cho anh em rồi đó thấy chưa đó đó còn cái này có thể ghi được âm thanh luôn mà nghe âm thanh luôn anh em muốn nghe thì anh em bấm vào cái cái loa này cái mic loa này nhìn thấy chưa bấm vào đây này bấm vào đây này alo alo một hai ba bốn năm sáu bảy tám anh em thấy hay nhớ đăng ký kênh giúp quang nhá cảm ơn anh em rất là nhiều nhá Đấy, thấy chưa? Bấm đấy là tắt rồi, ok. Đó. Còn đây là những cái chế độ mà anh em có thể uh, uh, chỉnh màu màu của nó là uh, sáng tối đen hay là như thế nào đấy. Ví dụ thế nhá. Đấy. Còn cái này là anh em có vị là nếu trường hợp mà camera mà nó quay dọc quay ngang là anh em có thể chỉnh vào đây này. Để anh em đó, nó có thể quay ngang, quay dọc rồi như thế tùy anh em nhá. Đó chất lượng của nó cực kỳ là nét luôn. Đây hôm nay là ngày bao nhiêu là nó ghi trên đây luôn là thông số cho anh em thấy luôn. hai ngày 11 tháng 2 là vào 14 giờ 20 phút này đó, nó rất là chính xác luôn cho anh em nhé. Đây là một trong những cái siêu thiết bị hot nhất trên thị trường hiện nay nha các bạn. Đó, con quay người thật việc thật và làm ngay và liền cho anh em biết đó. Nó chất lượng như thế nha. Ok chưa? Đây, đây là những cái gì đó đây đây. À, đó là iPhone nha mọi người. Đó, với những cái phần mềm mà như thông thường khác thì quang đã làm trong kênh như kênh youtube quang review rồi mọi người có thể vào đó để mọi người xem nhiều hơn nhé đây quang quay cái mắt cho mọi người này đây cái mắt cho mọi người này thấy chưa đó cái mắt này cái mắt này này có hồng ngoại quay đêm mà coi và dây nó dây vãi dù cho mọi người đây thấy chưa cực kỳ là hay ho cực kỳ là chất luôn nhá dễ dàng theo dõi giám sát dễ dàng ngụy trang dễ dàng đấy đó hay ho rồi thấy chưa đó yên tâm cho mọi người đấy, cực kỳ là chất luôn đó. đây là những cần anten các cái video clip hướng dẫn ngụy trang thì anh em có thể vào kênh YouTube của Quang Review để dễ dàng theo dõi giám sát từ xa nha mọi người. Đó. Đây là một cái quay đêm, cái quay ngày thì mọi người chắc là mọi người vào kênh mọi người có cái quay, quay ngày là như thế này này. Quay ngày là con mở ra cái quay ngày là cái mắt của nó như thế này mọi người này. Đây cái quay ngày ví dụ cái mắt nó nhỏ hơn, ví dụ thế đây này. Cái mắt của quay ngày thì nó nhỏ hơn như thế này mọi người thấy chưa? Quay ngày này, nó không có hồng ngoại đó. Cái này nó không có hồng ngoại, nó quay ngày nha mọi người, thấy chưa? Đấy giờ đó, nó khác nhau, cái này quay ngày, cái này quay đêm. Đó, quay đêm thì nó có sáu mắt hồng ngoại. Cơ bản thì hai cái mắt này nó giống nhau. Cái 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 sáu mắt này nó vừa quay ngoài quay đêm luôn. Đấy, một số anh em cần hỗ trợ quay đêm thì lấy cái sáu mắt này, một em không cuốn nhưng cái này thì nó lợi thế là nó dễ dàng ngụy trang một kín đáo hơn ngụy trang như thế nào ví dụ đây là nó sẽ là hướng hướng đến cho anh em những cái ngụy trang như thế này cái cúc áo này ví dụ quang lấy ví dụ đây là một cái cúc áo đi ví dụ thế đây cái mắt cúc áo này đây là đây là những cái kho mà anh em nhìn thấy này rất là nhiều cái ngụy trang nào là tu vít nào ấy rất nhiều. còn lấy ví dụ đây cho anh em đây là một cái cúc áo thì đó cái cúc áo đây nhá, úp tay áo đó mọi người có thể ngụy ngang ngụy trang vào đây, đó cái cúc áo ví dụ thế đó, cái, cái 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 khuy áo đấy ví dụ ví dụ thế, đây nhìn thấy không? đó ngụy ngụy trang đó vì thế nó dễ dàng hơn thay vì anh em bỏ vào cái sáu mắt camera này thì nó sẽ 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 khó nó cũng làm được thôi nhưng mà nó có vẻ như nó nó vướng hơn cái cái sáu mắt này đó đó tùy cái mục đích anh em tôi còn giá tiền thì cũng trả tranh nhau bao nhiêu cả tùy anh em thôi nhá đó anh em uh, yêu thích thì có thể uh, tham khảo cái sản phẩm này có thể con để dưới đường link mô tả nhé mọi người số điện thoại luôn nha mọi người ok nha mọi người cảm ơn mọi người chúc mọi người gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống ok mọi người